Theo tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI 4 tháng đầu năm nay tăng 3,93%, riêng trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân lạm phát tăng là do giá nhà ở và vật liệu xây dựng xi măng, sắt thép, cát, giá thuê nhà ở tăng tới 5,54%, làm CPI chung tăng 1,04 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 8,84%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,74%, cùng nãy lạm phát 4 tháng đầu năm nay tăng. Lạm phát 4 tháng qua tăng 3,93%, đang khiến nhiều người lo khó giữ được mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4 tới 4,5% trước tình hình trên ban chỉ đạo điều hành giá đang theo dõi chặt tình hình để xây dựng cập nhật phương án kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phối hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa và các chính sách mỹ mô khác cải thiện môi trường đầu tư tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng mặt khác các nhà điều hành chính sách vẫn có công cụ để, để kiểm soát lạm phát thông qua kiểm soát việc tăng giá các dịch vụ công như giá điện học phí dịch vụ y tế